Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình vẫn là Best 8 trên Giao TV đây. Hôm bữa có một bạn comment bảo mình là anh ơi anh hãy vô phiên bản 29 tháng 2 làm clip đi. Thì hôm nay mình sẽ làm clip bằng phiên bản 29 tháng 2 để săn bóp trái đất nha. Trước khi vào clip mình xin chúc tất cả anh em một ngày mới thật là vui vẻ. Và nhớ anh em nào yêu quý kênh của mình thì hãy cho mình xin một like hoặc đăng ký kênh, nhấn cái chuông thông báo để ủng hộ kênh của mình nha. Ok thì giờ bóp nó cũng sắp xuất hiện rồi, giờ mình sẽ đợi nó xuất hiện và nạp thôi anh em ơi. Ok, nó xuất hiện bên trong carin nè anh em. Không biết là có vô được không. Giờ mình sẽ kiếm hàng 8 của mình thôi. Dạo này sang bóp nhiều đứa cấp xô lắc quá, mình cũng chả dám vô sang bóp phiên bản 29 tháng 2. Nhưng mà giờ có một bạn bảo mình là vô test thử lại phiên bản nên mình sẽ vô mình test nha. Anh em thấy mình không chưa vô khu mình đã biết khu 38 rồi hay không? Cái đó gọi là đỉnh đấy anh em. Mình hàng 8 mà mình kiếm hàng 8 á. Thì nhiều anh em xem clip của mình cũng đã biết được là mình dò hai ọt nên mình mới biết khu trước vậy đó. Nhặt cũng ngon nè anh em, phiên bản 29 tháng 2 này. Phiên bản này thì mình khuyên anh em nên test tự động luyện tập mà nhặt nha, chứ bật tự động luyện tập nhặt không có được đâu. Ok, giờ nó xuất hiện bên đảo Công Mai, giờ qua đảo Công Mai kiếm thôi. Mình có kẹp ọt bên đảo Công Mai rồi nè. Là mình kẹp mỗi ọt khu 17, mình chỉ qua mình kiếm khu 7 là nó vô là có hay thôi không. Anh em có thấy mình không cần kiếm mà mình cũng biết được là khu 7 không có à. Khu 8 chứ, thằng 8 không chứ. Đợt nãy xịt đợt siêu giá rồi, giờ mình sẽ kiếm đợt khác luôn. Hàng 8 của mình không rồi anh em ơi. Chán thế nha, toàn vô hàng khác không. Lúc nãy vô được khu 38 hàng của mình đấy. Khu 10, khu 10, khu 10 anh em ơi, vô. Vô. Phê quá anh em ơi. Ủa mà ban mình ít vô thế. Mà mình chỉ cho anh em một thủ thuật không bị phạt luôn nha. Cho hành tinh trái đất vào 5m. Anh em chỉ cần làm lắc skill đấy. Nhiều anh em săn bóp trái đất thì cũng đã biết được cái thủ thuật này rồi, còn những anh em nào chưa biết thì cứ nhìn mà làm theo. Mình chỉ nói cho những anh em chưa biết thôi, mà đa số toàn là biết hết rồi. Đây là cũng có một người chỉ cho mình chứ mình cũng không phải tự tìm ra đâu. Nhặt chậm rì luôn. Lúc nhặt ngon, lúc chậm nhặt cũng chậm lắm anh em. Phiên bản này mà gặp mấy thằng phiên bản 29 tháng 4 nó cấp slot một cái là tát nén luôn. Không có nhặt được luôn đấy. Cứ thấy viên ngọc lát hoài. Anh em thấy không, có một bài bị phạt mà mình không bị này. Giờ bô giác xuất hiện bên đảo Công Mai, giờ nhảy qua đảo Công Mai và kiếm thôi. Hiện tại mình đang đứng khu 17 này. Mình hàng 8 thì mình kẹp qua hàng 8 trước. Khu 4 anh em ơi, khu 4 nè. Ok, vô luôn nha. Thấy phê không anh em? Xem bot kiểu này auto vô thấy mà sướng luôn á. Mà hên là cũng có không mấy thằng cấp số lắc nó ọp rồi. Mình không có thấy tụi nó săn, mình mới vô mình tát phiên bản 29 tháng 2 lại cho anh em. Chứ nếu tụi nó on mình cũng chả dám tát đâu. Chơi 29 tháng 2 thì nhặt rất là phê, nhưng mà vô gặp mấy thằng cấp số lắc là tát nán luôn, không có nhặt được đâu. Mình cấp xua nhanh ra không có được đó, nên mình không có thấy tụi nó, mình nó bị lắc ngọc liền là sẽ không nhạt đâu. Nên anh em cũng suy nghĩ về việc nên chơi 29 tháng 2, nên chơi phiên bản mới đó nè. Để bữa nào mình sẽ làm clip test luôn phiên bản mới cho anh em. Có một bạn đó yêu cầu mình làm như vậy. Cái bạn mà biểu mình test hai bản 29 tháng 2 lại đó, là biểu mình trước khi mình thi đó, anh em. Clip trước mình đã nói đó, mình đi thi là sang các bạn đã comment là test vô test phiên bản 29 tháng 2 nên mình đã hứa là thi xong mình sẽ test. Nên giờ mình vô mình test sẵn, hôm nay lũ cấp số lắc nó chưa có on cái mình làm luôn. Mình làm từ kênh sáng 6 giờ mấy đó nè, tụi nó giờ này còn ngủ á. Giờ thì mình bình luận xíu nữa, mình sẽ không bình luận vào kép nhạc và cho anh em xem nha. Bên nhầm đi bạn ơi. Trời, anh em thấy không, lúc thì nó nhặt được ngọc nhiều, lúc nó cũng chả nhặt. Thấy tụi nó nhặt cặp mình nhìn thôi chứ mình có nhặt được đâu.
Không hiểu tại sao lâu lâu nó nhặt ngon, lâu lâu nó nhặt nhìn nó xàm xàm lắm nè. Bạn đã bị nhiễm virus. Với lại mấy hôm nay ạc kẹp của mình á, cứ đứng ở mấy cái khu có bị virus nó giết hoài, mắc kết nối miết sang bót nó trắng lắm anh em. Không hiểu sự kiện của con què gì. Admin còn fix không cho phản sát thương virus được nữa nhá. Thấy mệt trắng. Bêm nhanh đi mấy bạn ơi. Mình để xem còn con Bido với là con Bojack không biết mình nhặt được bao nhiêu ngọc nha. Bêm nhanh đi, tại sao lại dân Bojack một còn 1 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ngọc, Bojack được 5 ngọc. Không biết đối với anh em có gọi là ngon không, chứ đối với mình như thế nào là mình kêu gà đấy. 6 ngọc, Bido 6 ngọc. Ok thì giờ mình sẽ ghép nhặt cho anh em xem nha.
Mình nhắn nhầm ra hoài luôn rồi anh em. Anh em có thấy mình ngấu cần không? Vô được khu sang nhắn chó thôi miên mà nhắn lộn đi ra hoài luôn rồi. Thì clip của mình đến đây là hết. Hẹn em vào những clip lần sau nha. Bye tất cả anh em.